Sắp tới 20 tháng 10 rồi đấy. Đang xách hồ bục đúng đây. 10 với 9 cái gì? Người ta thì quan tâm chăm sóc vợ con, đằng này thì cứ hờ hững làm gì em chẳng héo hon tuổi đời. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mà giờ mình con cái rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đủ mệt. Mình đừng mơ mộng như thời còn yêu đương nữa. Chán anh lắm. Người ta thì quà lớn quà bé đi chơi ăn uống thả phanh. Hến em vẫn một lòng yêu anh mà sao chẳng được ngon lành như người ta. Thôi thôi em về đi. Om sòm ở đây người ta cười cho. Để anh nói khéo với bác thợ cả ứng tạm cho đôi đồng. Rồi khác có quà. Về đi. Anh nhớ đấy. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Tình cảm dành cho nhau là ở trái tim, là sự chân thành, chứ không phải ở những món quà. Thế em hỏi anh câu cuối, anh có tặng quà không?